thật sự nó sẽ làm nhiều tiền hơn những người ngày khác. Nó là nói vấn đề trung bình đó, thì nó sẽ làm nhiều tiền hơn, là vì bỏ nhiều thời gian hơn để mà làm việc. Rồi bên cạnh đó đó thì bị cái nhược điểm ở chỗ là có gia đình, rồi mới vô làm thì phải đi xa, thì nếu mà có con nhỏ đó thì rất là bất tiện, là vì không có phụ đưa con đi học rồi đưa con về được. Có nhiều khi hai vợ chồng đi làm ở Canada này đó thì hầu như là một người chồng hay là người vợ đưa con đi rồi người chồng rước con về, một người đưa đi một người rước về, hai phiên nhau như vậy. Thì làm trên ngày lái xe thì không được, là đi sớm sớm rồi nhiều khi về là tới chiều mới về tới. Nếu mà làm ở trong thành phố, mà làm ở xa thành phố á, là đi thầm đi một vài ngày mới về. Rồi cái vấn đề nó khác với những cái ngày khác ở chỗ, tức là nhiều khi cái đêm đó mình ở nhà mà ngủ không được thì sáng mai phải thức dậy đi làm, thì cả ngày nó buồn ngủ lắm, thì có chịu được nổi hay không cái lúc đó. Rồi nhiều khi nếu mà cưới được người vợ tốt á, hiểu được chuyện đó thì không tạo phiền phức. Còn mà nếu gặp bà vợ mà không hiểu chuyện đó, chỉ muốn cho mình không đó, rồi cứ đòi tiền đó, rồi cứ tiêu xài đó, rồi nghĩ là chồng là người phải cung phụng cho, mà nếu cung phụng không đầy đủ đó thì lại tìm chuyện, thì lại đêm đó không ngủ được, thì không ngủ được nữa rồi lại phiền nữa, rồi phải đi làm buổi sáng nữa, nó cực khổ cho đó. Rồi nhiều khi rồi tại sao không thể nào mà gọi đến, mà cái hãng khi mà làm nghề lái xe nó khác với nghề kia nhiều lắm, tại vì khi mà mình đã lấy hàng ở đêm trước rồi thì sáng mai là đi đó, là không có nói gì hết. Tại xe của mình ví dụ như vậy đó, rồi xe của mình thì gắn cho tuần hàng của mình, là hàng lên đó rồi chìa khóa thì mình giữ, thì không cách nào mình thấy người khác được, cái hãng không cách nào thấy người khác được, và không thể nào nó làm mệt đêm đó không chạy được nữa. Nó vì thế mà phải vướng những vấn đề đó khác với làm hãng đó. Đêm mai tôi gây lộn với vợ tôi, ngày mai tôi làm không nổi, tôi không đi đâu. Thì gia đình nếu mà đã có vợ rồi thì điều ai cũng phải xảy ra như vậy đó. Tôi nói là nói chuyện của người ta rồi không biết nói chuyện của mình có phải có giống như vậy hay không nữa. Thì cái này là no ask mà no tell. Thì công việc hàng ngày thì cũng giống như nhau, nếu bình thường mà được, nếu có vợ thì được người vợ tốt thì hiểu được chuyện thì đỡ lắm. Còn ảnh hưởng rất là lớn với người vợ. Thì ở đây nó là như vậy, tại vì nếu mà cái người vợ đó họ nghĩ cho cả đôi bên đó thì được, nghĩa là trách nhiệm của người đó thật sự là nó sẽ mệt hơn người chồng, người vợ sẽ cực hơn và mệt hơn người chồng nhiều lắm. Thứ nhất là phải, nếu có con thì phải cũng đi làm, cũng làm một nghề giống như một công việc giống như chồng vậy, nhưng thường làm 40 tiếng. Rồi bên cạnh đó phải lo cho con, rồi phải lo nấu ăn, rồi phải cho con ăn, rồi phải đưa con đi học, rồi phải rước con đi về. Đó là cái người vợ của người tài xế phải làm những việc như vậy, tức là xem như là làm hai công việc cùng một lúc.
người chồng có làm nghề như vậy đó, có cực, đi lên bên ngoài là rất là cực khổ chứ không phải là sung sướng. Đi phải đúng giờ, rồi phải đúng tuyến, rồi rồi phải tiết kiệm nữa, rồi mới dư ra tiền, thì cái gia đình nó sẽ xài sung sướng hơn những gia đình khác một chút xíu. Nó chỉ là như vậy. Nếu mà người vợ chịu hiểu được chuyện thì gia đình không gì có chuyện. Nhưng mà khổ nổi mấy bà sang đây đó thì không phải là đầm, nhưng mà tập làm theo đầm hết rồi. Vì thế mà hầu như là từ 70-80% người lái xe ở Canada này bị ly dị. Làm giỏi cách mấy, làm giàu cách mấy, làm dư tiền cách mấy đều bị ly dị. 70-80%. Chúc các bạn có một ngày tươi đẹp. Hôm nay vừa chạy vừa nói chuyện chơi với các bạn.